Chào các bạn, trong video lần này chúng mình sẽ học về thì hiện tại và cách chia các động từ ở thì hiện tại trong tiếng Đức nhé. Trước tiên là mình muốn nói đến về cách sử dụng của thì hiện tại. Cách sử dụng của thì hiện tại nghe nói thì cũng đã thấy đơn giản rồi đúng không? Ở trong tiếng Đức thì hiện tại có 3 tác dụng. Một là nói về những hành động thường xuyên xảy ra. Hai là nói về hành động đang xảy ra ở một thời điểm nhất định ở trong hiện tại. Và thứ ba là nói về những hành động theo kế hoạch các bạn sẽ làm ở trong tương lai. Ở ví dụ đầu tiên, was machst du regelmäßig? Bạn thường xuyên làm gì? Mình có từ regelmäßig, nghĩa là chỉ sự thường xuyên. Regelmäßig mache ich Sport. Tôi thường xuyên tập thể thao. Ví dụ thứ hai, was machst du gerade? Gerade ở trong trường hợp này các bạn hiểu là đang. Bạn đang làm gì thế? Ich lerne gerade Deutsch. Ví dụ thứ ba, was machst du morgen? Morgen là ngày mai. Bạn làm gì vào ngày mai? Morgen gehe ich mit meinen Eltern ins Theater. Vừa rồi là 3 cách sử dụng cơ bản trong thì hiện tại tiếng Đức. Bây giờ mình cùng bắt đầu vào phần chia động từ ở thì hiện tại trong tiếng Đức nhé. Và ở trong video này, mình sẽ học về cách chia động từ ở thì hiện tại có quy tắc cực kỳ dễ thôi. Ở tiếng Việt của mình, các động từ như ăn, uống, mặc, vân 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 không phải chia đuôi, không bị biến dạng gì hết. Tôi đến từ Việt Nam, bạn đến từ Việt Nam, anh đến từ Việt Nam, vân vân. Từ đến không hề bị chia, nhưng trong tiếng Đức đều phải chia, phụ thuộc vào các chủ ngữ mà nó đi cùng. Ở trong video này, mình sẽ học cách chia động từ theo chủ ngữ là dạng đại từ nhân xưng. Ich, tôi, du, bạn, er, sie, es, anh ấy, cô ấy, nó, ihr, các bạn, wir, sie, sie, chúng tôi, họ và ngài. Đây, đại từ nhân xưng mình sẽ chia ra làm 2 phần. Các đại từ nhân xưng ở ngôi số ít, ich, du, er, sie, es, nghĩa là chỉ có một người đó, mình sẽ để ở phía trên. Và ihr, wir, sie, sie là các ngôi số nhiều, nghĩa là từ 2 người trở lên, mình sẽ cho ở phía dưới. Động từ nguyên thể trong tiếng Đức là động từ chưa được chia, là những động từ mà các bạn nhìn thấy trong từ điển khi tra đó. Có 2 phần, phần gốc và phần đuôi. Ở đây mình ví dụ là từ kommen, phần gốc là com, phần đuôi là en. Và khi chia động từ, các bạn phải xác định được đâu là gốc, đâu là đuôi của động từ. Phần lớn các động từ trong tiếng Đức đều có kết thúc là en. Ngoài ra còn có những động từ khác kết thúc là en như ändern hay sammeln. Dù đuôi là en hay en thì cách chia cũng đơn giản vô cùng. Trước khi chia thì mình sẽ phải xác định đuôi của động từ nguyên thể đã. Như đã nói thì đuôi của động từ hầu hết kết thúc là en và mình sẽ vứt cái đuôi đó đi và thay vào đó là những đuôi mới cho các chủ ngữ. Ở ngôi ich mình sẽ có komme, mình thêm e ở đằng sau. Du kommst thêm st. Er, sie, es kommt thêm t. Ihr kommt thêm t. Wir, sie, sie kommen thêm en. Các bạn chỉ việc học thuộc đuôi mới cho các đại từ nhân xưng hay cho các chủ ngữ vừa rồi thôi. Mình thử làm một ví dụ luôn nhé. Ví dụ, woher komm du? Bạn đến từ đâu? Ich komme aus Vietnam. Mình có du, đúng không? Các bạn nhìn thấy du. Thêm đuôi gì? St. Tiếp theo, ich. Các bạn sẽ thêm gì? E. Đúng không? Cứ học thuộc theo quy tắc thôi. Ich komme aus Vietnam. Ví dụ tiếp theo, woher kommt ihr? Wir kommen aus England. Các bạn nhìn thấy đại từ nhân xưng ihr. Vậy, ihr có động từ kommt thêm t. Wir, tìm wir, sau đó thêm đuôi en. Wir kommen aus England. Các bạn tự thử chia cho mình một động từ nhé. Wohnen. Ở ngôi ich, theo quy tắc mình sẽ thêm e, đúng không? nó sẽ là wohne. Ở ngôi đu thêm st, wohnst. Es thêm t, wohnt. Ihr cũng như vậy, wohnt. Và wir, sie, wohnen. Mình thêm en, hay nói cách khác là mình giữ nguyên cái động từ nguyên thể đấy, đúng không? Ví dụ nhé, wo wohn du, ich wohn in Hanoi. Du mình sẽ thêm st, wo wohnst du. Ich mình sẽ thêm e ở đằng sau động từ, ich wohne in Hanoi. Tiếp theo, wo wohn Marie. Theo các bạn, Marie, tên người, tên riêng sẽ thuộc nhóm nào trong này? Marie là tên riêng, là ngôi thứ 3 số ít. Mình sẽ cho vào nhóm là EGS. Vậy mình sẽ có đuôi là wohnt. Và câu trả lời thì sẽ là Sie wohnt in Leipzig. Rất dễ đúng không? Các bạn chỉ việc học thuộc cái đuôi mới cho từng đại từ nhân xưng mà thôi. Và hầu hết các động từ trong tiếng Đức đều kết thúc là en và có quy tắc như vậy. Ví dụ như động từ lachen, trinken, lernen, gehen, fotografieren. Các bạn hãy thử chia những động từ này ở phần comment cho mình biết nhé.